Hello, chào tất cả bạn đến với video tiếp theo trên kênh của mình. Chúc tất cả bạn có một ngày mới vui vẻ và tràn đầy sức khỏe bạn nhé. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đưa đến cho tất cả bạn bản mod skin mới để chúng ta sẽ cài và chúng ta trải nghiệm bạn nhé. Ok, và nói chung là trong bản này ấy có khá là nhiều skin rất là ngon nên là các bạn cũng có thể chơi và trải nghiệm như các bạn ơi. Và đầu video thì các bạn đừng quên là like, đăng ký kênh và ủng hộ cho mình. Cảm ơn tất cả bạn rất là nhiều. Và các bạn đang xem nếu mà muốn có thật là nhiều con huy giống như mình rồi là nhiều skin xịn thì có thể vào ở cái shop mình để phía dưới phần bình luận các bạn nhé. Ok, và sau đây thì chắc là các bạn sẽ cùng mình chúng ta trải nghiệm qua các skin ở trong bản này trước các bạn nhé. Đầu tiên ấy, Ngộ Không thì chúng ta sẽ có skin Ngộ Không Shipper này. Rất là nhiều bạn thích skin này. Nói chung là khi mà chúng ta mod ấy, có mỗi skin Ngộ Không Shipper thì hiệu ứng tăng hình thì nó sẽ không được giống như skin thật các bạn nhé. Đó, ok, chỉ có như thế thôi. Tiếp theo thì Floor thì chúng ta cũng có một skin rất là đẹp thay cho Floor tinh hệ đúng không? Các bạn chơi Floor tinh hệ nhiều rồi, rất là nhàm rồi thì thôi cho này chơi skin này cũng được đúng không? Và tiếp theo thì Na thì sẽ là Na Kiloa này, Triệu Vân Sư Giả Tận Thế này các bạn. Murat sẽ là một skin 3S mà các bạn cũng rất là thích. Mỗi skin này cũng rất là mượt các bạn nhá. Nhưng mà theo mình thấy là Murat thì mình chơi ấy, mình cảm giác mình vẫn thích skin của Zenitsu nhất. Không biết là các bạn nào đang xem thì giống như mình hay là không. Rồi theo Anat này. Tiếp theo thì chúng ta có Elsu Sư Giả Tận Thế này, Ra Chân Thần Máy Thái này, John Vệ Binh Ngân Hà này, Lavi thì chúng ta sẽ có Dreamer các bạn nhé. Đó, nói chung là rất là nhiều luôn. Van Hên này, skin Van Hên thì chúng ta sẽ có Đệ Nhất Thần Thám các bạn nhé. Ari skin Bích Hải Thánh Nữ này, skin đẹp nhất của Ari rồi là Violet. Đó, tiếp theo thì chúng ta có skin của Lữ Bố nữa. Nói chung là trong bản này chúng ta có rất là nhiều skin. Slim Thỏ Ngọc này, 70 skin các bạn nhé. Nên là chúng ta thoải mái, chúng ta chơi và chúng ta trải nghiệm luôn các bạn ơi. Đó, rất là nhiều skin ngon và xịn sò tới cho tất cả bạn. Butterfly, skin của Butterfly này, rồi là Phượng Cửu Thiên, rồi là chúng ta có tiếp theo là của Grank thì không có các bạn nhé, sorry các bạn. Elen này, Elen thì nói chung là chúng ta vẫn có Kirito thôi. Đó, skin này là đẹp nhất của vị tướng Elen rồi. Mình thấy là đẹp nhất. Nhiều bạn cũng thích Tuyết Sơn Song Kiếm nhưng mình thấy là skin này vẫn ok hơn. Rồi là Hazate các kiểu nữa. Liliana này. Cho bản này thì nói chung là các bạn thoải mái để chúng ta trải nghiệm luôn các bạn nhé. Tiếp theo thì chắc là các bạn sẽ cùng mình chúng ta test thử qua skin của Floor này, kèm theo của Murat đi các bạn nhỉ. Chúng ta test sơ qua cho bạn xem, xong rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để cho chúng ta cài và chúng ta trải nghiệm tất cả bạn nhé. Tiếp theo thì mình có vào trong trận và mình cộng chiêu rồi này. Mình nói chung là mình cắt đi cho bạn, chúng ta đỡ phải chờ lâu ấy. Tiếp theo thì mình sẽ nâng cấp chiêu lên các bạn nhá. Ở bên kia thì đang bật miền khống. Đó, các bạn cũng có thể xem qua skin Murat, nói chung là như thật luôn. Khi mà các bạn test thì chúng ta sẽ như chúng ta có sở hữu skin luôn các bạn nhá. Ở đây thì mình đang chơi ở trên máy tính ấy, nên là múa chắc là mình sẽ cho các hiệu ứng chiêu ra cho bạn xem thôi, chứ múa thì không múa được đâu nhé các bạn ơi. Đó, ok, chiêu cuối này. Nói chung là skin này thì các bạn chúng ta nhặt hoa ấy, mình nhìn cũng khá là mượt các bạn nhá. Đây, các bạn nhặt hoa này. Mình chơi trên máy tính nên là mình không nhặt đủ hoa được thôi. Chứ mình thấy là nhặt hoa thì cũng khá là mượt. Skin của Floor mình test qua rồi đúng không? Tiếp theo thì chúng ta test qua skin của Ari đi nhờ. Rất là nhiều bạn thích chơi skin này. Chúng ta sẽ test qua luôn nhá. Chiều cuối này. Ui, Murat thì mình tắt AI đi đã các bạn nhá. Rồi, chúng ta tắt AI này. Đầu tiên thì chúng ta test qua châu 1 này. Đây các bạn thấy châu 1 không? Skin thì này là skin đẹp nhất của Ari. Theo mình đánh giá đẹp hơn cả skin Thứ Nguyên Vệ Thần các bạn nhá. Đây, hiệu ứng biến về này, nhìn rất là mượt luôn. Chứ skin Thứ Nguyên Vệ Thần mình cảm giác nó không được đẹp, không được xịn sò như thế này các bạn nhá. Mình vẫn rất là thích skin này. Hiệu ứng khi mà chúng ta di chuyển này, cảm giác giống như là chúng ta đang lơ lửng luôn đúng không các bạn? Nhìn rất là đẹp. Đây là khi chúng ta dùng châu 1 nhá. Châu 2 này, chém này. Đó, các bạn thấy rất là ok, rất là xịn sò luôn đúng không? Đây là khi mà chúng ta dùng chiêu cuối nhá. Và nói chung là các bạn chắc cũng không lạ gì skin của ID Bích Hải nào rồi. Nên là sau đây chắc là mình sẽ hướng dẫn tới cho tất cả bạn cách để chúng ta cài và chúng ta trải nghiệm luôn các bạn nhá. Đầu tiên thì các bạn sẽ thoát ra ngoài cho mình và chúng ta vào trong ứng dụng tên là Set Play nhá. Xong sau khi mà vào xong thì chúng ta tìm kiếm một app tên là Zichiver cho mình. Đó, các bạn sẽ cài đặt và các bạn mở ra cho mình nhá. Đây mình sẽ mở ra luôn này. Sau khi mà các bạn đã mở ra thì chúng ta sẽ tìm đến thư mục tên là download. Ở trong đây thì sẽ có một file zip, mình để dưới phía phần bình luận. Và các bạn nhớ là like video đi nhá, like mạnh lên. File zip tên là ParkModSki này, like mạnh lên. Và muốn có nhiều con huy thì cứ xuống phía bên dưới phần bình luận luôn, vào nhận con huy và skin miễn phí nhá. Tiếp theo thì bạn sẽ nhấn vào file ParkMod này, các bạn nhấn giải nén này. Ok, nó sẽ yêu cầu mà khẩu thì các bạn sẽ ghi giống y hệt như mình nhá. Đây, ghi như thế này nhé các bạn ơi. Xong nhấn ok này thì nó sẽ giải nén ra một file máy mạnh và file máy yếu. Bạn nào máy mạnh thì cài ở dưới, máy mạnh thì cài bên trên, máy yếu thì cài ở dưới các bạn nhá. Mình máy mạnh nên là mình cài bên trên luôn này. Sau trong đây sẽ có phần file thì bạn giữ vào file này cho mình, nhấn sao chép này. Xong chọn bộ nhớ thiết bị này, Android, data và tìm đến tập tin có hình Liên Quân, đó chính là com.gana.game.vn nhá. Nhấn vào cho mình. Tiếp theo bạn nhấn vào vòng tròn màu xanh góc dưới cùng bên tay phải màn hình này, áp dụng thay thế này, thay thế một cái vậy là ok. Chúng ta đã cài thành công xong rồi các bạn nhé. Và sau khi mà chúng ta đã cài thành công xong rồi thì bạn vào game mà chúng ta trải nghiệm thôi. Sau khi mà các bạn trải nghiệm chán xong rồi ấy, muốn xóa mod đi ấy, thì mình cũng chỉ tới cho tất cả bạn luôn. Đó chính là đây, các bạn nhấn vào nút cài đặt cho mình, sau bạn nhấn khôi phục nhanh, nhấn ok một cái, các bạn vào lại game là chúng ta đã xóa mod thành công luôn các bạn nhé. Đó, rất là dễ và đơn giản luôn. Ok, thì giờ video mình cũng kết thúc tại đây thôi. Chào và hẹn gặp lại tất cả bạn trong những video sau nhá.